thế giới này thật là kỳ lạ. Rõ ràng tình yêu là chuyện tình cảm của hai người, nhưng lại là vấn đề của rất nhiều người. Em là người đầu tiên khiến anh cười nhiều vậy luôn đó. Cô tiếp cận con trai tôi vì cái gì? Và cô nghĩ là mình xứng với nó. Hạng người như cô thì làm sao đủ tư cách để yêu con trai tôi được. Mình dừng lại đi anh. Anh xin lỗi em. Đón xem Hoa Vương lúc 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần từ ngày 8 tháng 5 trên kênh V Channel HTV2.